Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin chúc tất cả quý vị và các bạn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hành thông. Quý vị thân mến, ngựa là con vật yêu thích cuộc sống tự do, hoang dã. Và để được hòa mình vào thiên nhiên thì họ luôn luôn khám phá những gì mới mẻ nhất. Những người tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954, vì thế mà rất năng động, nhiệt tình và thích những nơi đông người, đam mê khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống của mình. Và trong tháng 8 âm lịch này thì do được quý nhân đưa đường chỉ lối giúp đỡ, cho nên vận trình sự nghiệp của họ khá là suôn sẻ và thuận lợi. Trong tháng 8 âm lịch thì công việc liên tục thăng tiến không ngừng, tài vận cũng rất khả quan, tiền tài kéo đến ầm ầm. Cho nên chỉ cần tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào thời điểm này thì chắc chắn họ sẽ giữ được tài lộc. Trong tháng 8 âm lịch thì những người tuổi Giáp Ngọ là một trong những con giáp may mắn nhất về tài lộc và công danh sự nghiệp. Để biết được tại sao con giáp này trong tháng 8 lại có thể vững vàng tự tin về thành công của mình như vậy, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Giáp Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Giáp Ngọ mệnh sa trung kim là người hướng ngoại, thích náo nhiệt, cũng rất thạo chuyện xã giao. Tính tình nhanh nhạy, hoạt bát, phản ứng nhanh nhẹn, lại luôn gần gũi với mọi người nên có nhân duyên khá tốt. Trong tình yêu, người tuổi Giáp Ngọ rất dễ rung động, họ dễ bước vào nhưng cũng nhanh kết thúc khi cảm thấy không còn phù hợp. Người tuổi Ngọ nói chung và Giáp Ngọ nói riêng có tấm lòng bao dung, bác ái, khẳng khái và rất nhiệt tình. Họ là người có tố chất lãnh đạo, có tư duy sáng tạo, song đôi lúc bản mệnh còn thiếu kiên trì nên dễ làm hỏng chuyện lớn. Vận mệnh của những người tuổi Giáp Ngọ khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu. Giáp Ngọ sinh năm 1954 sẽ đón một tháng mới với không quá nhiều may mắn, nhưng mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn. Bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập két thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có quá nhiều biến động. Bản mệnh nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Xét về thiên can, giáp xương mộc gặp kỷ âm thổ nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, gia chủ cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này không phải quá may mắn đối với những người tuổi Giáp Ngọ. Cơ hội thăng tiến không tự dưng mà đến, gia chủ cần cố gắng cạnh tranh với đồng nghiệp hoặc đối thủ thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ gây ấn tượng với cấp trên. Tuy nhiên, về mặt tích cực mà nói, tháng này còn có khá nhiều cơ hội để thách thức bản thân cũng như rèn luyện kỹ năng của mình. Nếu sức khỏe tốt và cố gắng không ngừng thì cuối năm bạn sẽ có được những thu hoạch lớn lao. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Giáp Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Trong tháng 8 âm lịch, tài lộc của những người tuổi này không có nhiều điểm sáng. Những người làm công ăn lương cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Với những người làm kinh doanh, buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được.
Con giáp này biết cân đối thu chi, không tiêu pha, hoang đàng quá đỗi, lại luôn hướng đến cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Theo phong thủy lộc tài, tình hình sức khỏe của bản mệnh không gặp nhiều vấn đề, quá đáng lo ngại. Điều quan trọng là bạn phải biết duy trì tình trạng này, như vậy thì mới có tinh thần sức khỏe đối diện với mọi vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên, tử vi tháng Kỷ Dậu nhắc nhở bạn chớ nên âu sầu, lo lắng quá nhiều vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ được. Tuổi này của gia chủ, sự nghiệp hay tiền tài không còn là nỗi lo lắng hàng đầu, sức khỏe mới là điều quan trọng. Thời trẻ, mải mê với công việc thì lúc này chính là thời gian để gia chủ nghỉ ngơi, hưởng thụ thành quả lao động của mình. Chế độ ăn uống hợp lý, các bài tập thể dục phù hợp với độ tuổi sẽ là những bài thuốc hữu ích. Các quý vị gia chủ tuổi Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Giáp Ngọ để mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Người sinh năm 1954 gặp vận đào hoa trong tháng, điều này tốt với những người đang sống một mình hơn là những người đã lập gia đình. Nếu đã có gia đình, bản mệnh cần chú ý giữ gìn, không nên tiếp xúc quá gần gũi với đối tượng khác giới. Nếu có khúc mắc xảy ra giữa vợ chồng, đôi bên cần trao đổi tâm sự và bao dung. Tháng này gia đình bạn sẽ có một chuyến đi xa, đây chính là cơ hội để gia đình bạn thêm gắn bó sau những sai lầm, cãi vã thời gian trước. Hãy tận dụng thời gian này bên cạnh những người thân của mình. Với người đang sống độc thân, bạn có thể thử mở lòng và bắt đầu những mối quan hệ mới. Có thể bạn sẽ tìm được người thật lòng muốn quan tâm, chăm sóc cho mình. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tị thành kim cục, xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý và tuyệt Dần. Đối với những người tuổi Giáp Ngọ trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Nhâm Tý, có nạp âm Tang Trá Mộc. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 8 năm 2022, tức ngày 8 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Giáp Tý, có nạp âm Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 8 năm 2022, tức ngày 20 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Bính Tý, có nạp âm Giản Hạ Thủy. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Giáp Ngọ trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 8 năm 2022, tức ngày 3 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Kỷ Mùi, có nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 8 năm 2022, tức ngày 15 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Mùi, có nạp âm Lộ Bàng Thổ.
Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của những người tuổi Giáp Ngọ trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp tất cả quý vị có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với rất nhiều những thành công và may mắn trong cuộc sống. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn chính là để thách thức chúng ta lớn lên và trưởng thành hơn với rất nhiều những trải nghiệm quý báu. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này mà hãy vững bước tiến lên và hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin đành nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Và trước khi rời đi, quý vị đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé.